Câu hỏi mình nhận được nhiều nhất trong những ngày gần đây đó là tại sao nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ xong mà cuộc đời họ khởi sắc dù trước đó rất bình thường. Mình xin trả lời câu hỏi này như sau nha. Vì trong nhân tướng học ấy thì quan trọng nhất vẫn chính là cái thần thái các bạn. Kế đến là thanh âm, có nghĩa là giọng nói. Cuối cùng mới là hình tướng. Nhưng tất cả đều quy phục trong một chữ, đó chính là số phận. Vậy tại sao nhiều người sửa xong thì biến chứng trầm trọng? Bởi vì do họ dùng quá cái phúc phần của mình đấy. Phúc của họ đáng lẽ chỉ đẹp 5 phần thôi, nhưng họ lại cố sửa thành 10 phần thì nhất định là phải mất mạng rồi. Còn nếu sửa xong mà tốt lên thì đôi khi nó cũng không có hay ho gì hết, bởi vì bạn đã vắt kiệt cái phúc của mình để tô vẽ lên mặt. Sau này đến cái thời kỳ bạn gặp tai ương thì lấy gì để mà bạn chống đỡ đấy. Mình cũng xin nói luôn là trong tướng thuật, người mặt xấu nhưng cái thanh âm và thần thái tốt thì vốn là cái tướng đại cát. Nhưng người mặt đẹp, cao lớn, còn thanh âm thì lại như rắn rít, thần thái què cụt thì đây có lẽ là tướng đại hung. Cho nên nói chung, đối với bản thân mình thì mình vẫn ủng hộ việc phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân được xinh đẹp, tự tin hơn. Khi mà bạn phẫu thuật xong ấy, thì bỗng xinh đẹp thành công thì đó chính là cái phúc từ những kiếp trước của tổ tiên dồn lại theo nghiệp quả mà bạn đáng được nhận. Chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ xong, xinh đẹp hơn mà bạn không tu tâm, tâm của bạn sinh kiêu ngạo, lười tích phước làm thiện thì hại nhiều hơn là lợi. Vẫn nên là hành thiện tích phúc. Tâm sinh tướng chính là ở chỗ này nha các bạn. Nhìn tướng đoán tâm chứ không phải cứ xinh đẹp như hoa, tâm đã tốt, phải không các bạn?